Xin chào, rất buồn khi vẫn phải nói với các bạn rằng tình hình Covid tại Việt Nam vẫn chưa có nhiều dấu hiệu tốt lên mà có thể còn tồi tệ hơn. Thành phố Hồ Chí Minh đã phong tỏa thêm một tháng, khiến hàng nghìn người đổ xô kéo nhau về quê. Điều này dẫn đến nguy cơ bùng dịch ra cả nước là cực kỳ cao. Ví dụ như 2.000 người di chuyển từ Đồng Nai về Ninh Thuận thì đã có tới 400 người dương tính. Vậy nếu số người từ thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh cũng có tỷ lệ dương tính tương tự thì ai có thể chống nổi con Covid này? Thế nhưng, chúng ta cũng không thể trách những người dân này. Có ở trong hoàn cảnh của họ, chúng ta mới thấy họ đã đến con đường cùng, lựa chọn nào cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Vấn đề ở đây có lẽ chủ yếu là do sự hỗ trợ của nhà nước chưa kịp thời, chưa đầy đủ để giúp người lao động trang trải cuộc sống. Nhưng mọi người đã có thể yên tâm, chính quyền đang đưa ra các biện pháp hỗ trợ thoáng hơn, không cần thủ tục lòng vòng. Mọi người hãy cố gắng đừng bỏ về quê, như vậy rất nguy hiểm. Thế còn số ca tử vong thì sao? Nó vẫn chưa có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo trung bình vẫn có hơn 300 ca mỗi ngày. Nhưng thực tế đã có trường hợp xe chở tử thi ở thành phố Hồ Chí Minh phải chạy xuống tận Bến Tre đi thiêu. Theo như tài xế nói rằng, hai nhà thiêu ở thành phố Hồ Chí Minh đã quá tải nên không nhận thêm nữa. Mình nói điều này không phải để mọi người hoang mang, mà đến tầm này thì còn hoang mang gì nữa. Mình chỉ mong các bạn ở nơi an toàn hãy cố gắng giữ gìn, đừng để địa phương mình cũng bùng theo. Như video trước các bạn đã thấy, dù dịch có bùng mạnh, nhưng nước nào tiêm được nhiều vaccine thì người dân nước đó sẽ được an toàn, có tỷ lệ tử vong rất thấp. Ngược lại, Việt Nam, số ca dương tính mỗi ngày chưa quá cao, nhưng tỷ lệ tử vong thì cũng rất đáng lo ngại. Rõ ràng vaccine rất cần thiết lúc này. Cũng về vấn đề vaccine, các nhà lãnh đạo trên thế giới đã tổ chức họp nhiều lần. Bắt đầu từ tháng 10 năm ngoái, Ấn Độ và Nam Phi là những nước đầu tiên rất dũng cảm đưa ra ý kiến rằng hãy chia sẻ bản quyền vaccine miễn phí trong một thời gian nhất định. Bắt đầu thì có nhiều nước không đồng tình, mà cũng dễ hiểu, ông chẳng mất công đi nghiên cứu, tự nhiên đòi được xe free thì ai mà chịu. Thế nhưng cuộc họp WTO ngày 27 tháng 7 vừa rồi, hầu hết các nước đã ủng hộ quan điểm nên tạm thời dỡ bỏ bản quyền vaccine. Kể cả những cường quốc hàng đầu như Mỹ, Trung và Nga cũng đều rất nhiệt tình với quan điểm này. Bởi vì bây giờ họ đã nhận ra rằng, nếu Covid không được dập tắt thì cả thế giới sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì nền kinh tế toàn cầu là một sợi dây liên kết phức tạp. Một quốc gia thất thủ vì Covid sẽ ảnh hưởng đến những quốc gia khác. Mỹ, Trung Quốc hay Nga cũng không thể tránh khỏi. Đơn giản như Việt Nam, nếu chẳng may phải chịu thua Covid thì ai sẽ gia công cho Samsung? Còn nếu Trung Quốc thất thủ thì ai sẽ sản xuất hàng hóa cho Mỹ? Cho nên, cứu bạn cũng chính là cứu mình. Thậm chí cứu đối thủ cũng chính là cứu mình luôn. Mà để cứu nhau thì cách tốt nhất là phải có đủ vaccine để tiêm cho toàn cầu. Phải đủ cho cả nước giàu lẫn nước nghèo. Theo thống kê, đến cuối tháng 7 đã có 4 tỷ liều vaccine được đưa vào tiêm chủng, nhưng phần lớn nó được dành cho các nước giàu, chứ nước nghèo thì chỉ hít hà một chút thôi. Cụ thể, chưa tới 1% trong số 4 tỷ liều kia được tiêm cho 29 nước nghèo nhất, trong khi họ chiếm đến 10% dân số thế giới. Nhìn vào Việt Nam, các bạn cũng thấy chúng ta đang thiếu vaccine một cách trầm trọng. Thế nhưng, tại sao các nước nghèo lại thiếu vaccine như vậy? Hóa ra câu trả lời không phải do chúng ta không có tiền để mua hay quá khó để vận chuyển, mà chỉ đơn giản là không có bản quyền để sản xuất vaccine. Hiện nay chỉ một số quốc gia nghiên cứu ra vaccine hoặc được chuyển giao công nghệ và bản quyền thì mới được sản xuất vaccine, còn tất cả những nước còn lại phải ngồi ngóng đợi để mua về dùng. Mà vấn đề ở đây là năng lực sản xuất vaccine của các nước kia thì có hạn, cho nên nguồn cung không đáp ứng được nhu cầu. Nếu như vấn đề bản quyền được thông qua, được chia sẻ rộng rãi cho tất cả các quốc gia thì nước nào cũng sản xuất được. Chẳng bao lâu mà vaccine sẽ đủ dùng cho toàn bộ người dân trên cả hành tinh. Nó giống như việc giờ cả làng bạn đang chết đói, chỉ có một nhà có hạt giống để trồng lúa. Cả làng phải chờ từng hạt lúa do nhà kia trồng được rồi mang đi bán hoặc đi cho, mà khả năng cao là khi đủ lúa thì cả làng chết đói hết rồi. Trong khi nhà ai cũng có ruộng, chỉ cần cho mỗi nhà vài hạt thóc giống, họ sẽ tự trồng và tự cứu gia đình. Đáng lo hơn, Covid ngày càng biến đổi mạnh và nguy hiểm hơn. Bây giờ vaccine còn hiệu quả, chúng ta mà sản xuất nhanh và tiêm kịp cho tất cả mọi người thì vẫn có thể thắng được Covid. Nhưng vài hôm nữa một biến chủng khác ra đời, vaccine mất tác dụng, lúc đó có sản xuất vaccine ngập trái đất cũng chẳng còn hy vọng gì cho chúng ta. Đáng tiếc là việc gỡ bỏ rào cản về bản quyền vaccine vẫn bị cản trở bởi một số quốc gia châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ nói rằng việc chia sẻ bản quyền công nghệ vaccine sẽ làm cho mọi người mất đi động lực để nghiên cứu và sản xuất. Nhưng có lẽ điều họ quan tâm nhất là mất đi phần lợi nhuận từ việc bán vaccine. Dù sao thì giữ hay chia sẻ bản quyền vaccine là quyền của họ,
những người nghiên cứu ra vaccine. Nhưng đó là xét về lý, còn về tình thì họ đang cầm trong tay chiếc chìa khóa để cứu cả thế giới. Và cái việc họ vì lợi nhuận mà không mở cái ổ khóa đó thì có vẻ như họ đang thiếu một chút tình người. Mong rằng các nước phản đối sẽ sớm quyết định thông qua việc dỡ bỏ tạm thời bản quyền vaccine để nhanh chóng tiêm chủng đầy đủ cho toàn cầu. Như vậy sẽ không còn hàng dài xe cứu thương bên trong là những chiếc hộp 6 tấm nữa. Mong tất cả các bạn xem video này sẽ chung tay đoàn kết, tuân thủ quy định phòng chống dịch để nước ta sớm vượt qua đại họa này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.